thần tài gõ cửa ban lộc về ngập nhà, từ ngày 15 tới ngày 30 tháng 4 âm lịch, năm 2024, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, vét cạn ví thần tài, gặp thời đổi vận, giàu sang hơn người, rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, có một câu nói như thế này, người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Quả thực vậy, cuộc sống của mỗi chúng ta tựa như một bức tranh vô cùng nhiều màu sắc, mà mỗi màu lại tượng trưng cho những khoảng sáng, khoảng tối, lúc thăng, lúc trầm của đời người, có vóc ngã đấy, có đau khổ đấy, nhưng điều quan trọng là ta biết ta ngã ở đâu để đứng dậy ở chỗ đó, ta biết vì sao ta đau khổ mà biết vươn lên từ trong những đau thương ấy. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959 thân mến, mới đây nhất, các bậc thầy tử vi khi xem lá số tử vi của con giáp tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959, nhận thấy rằng từ 15 rằm tháng 4 âm lịch, năm 2024, con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ được phúc tinh cao chiếu, tài lộc phát mạnh, số phận thay đổi sang màu đỏ chói. Hãy tận dụng thời gian này để mưu cầu một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Vậy cụ thể vận trình của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, thời điểm từ 15 rằm tháng 4 âm lịch sẽ ra sao? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng lắng nghe nội dung luận giải dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh mộc, bình địa mộc. Địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, hay còn gọi là bình địa mộc. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mệnh nạp em, bình địa mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan, tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình. Với sự ung dung quả quyết, tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn, luôn thuận buồm, xuôi gió, nhưng sách ghi chép,
vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống. Nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Theo luận dài, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí kiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu, với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó, chịu khổ cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 từ 15 rằm tháng 4 âm lịch, năm 2024. Xem tử vi từ 15 rằm tháng 4 âm lịch được dự báo, đây sẽ là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Khi các phương diện cuộc sống đều có dấu hiệu xuống dốc, nhiều thử thách xuất hiện, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì và cố gắng thật nhiều nếu muốn vượt qua. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh thấy công việc của mình khá bấp bênh, thiếu vững chắc, nhiều thay đổi bất ngờ xuất hiện, khiến bạn hoang mang, lo lắng, thậm chí đánh mất phương hướng của mình. Nhiều đối thủ, đồng nghiệp cạnh tranh cũng khiến bạn luôn phải gồng mình làm việc, khó có lúc được thảnh thơi. Tiểu hao cho thấy,
chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có nhiều thuận lợi. Bạn nên thận trọng, nếu có ý định đầu tư kinh doanh trong thời điểm này, tốt nhất là nên hoãn lại để chờ thời điểm thích hợp hơn trong cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh cũng cần hạn chế chi tiêu. Các khoản chi nhỏ cộng gộp lại cũng khiến bạn tốn kha khá tiền theo tử vi từ 15 rằm tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, phương diện gia đạo cũng không tích cực hơn. Vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao, nên không chịu nghe theo lời khuyên của người ấy. Đến khi rắc rối xảy ra, hai người lại quay sang trách móc nhau. Sức khỏe của những người tuổi Kỷ Hợi chỉ ở mức trung bình trong 15 ngày này, chủ yếu là do áp lực tinh thần tương đối cao, có thể gây ra một vài triệu chứng khó chịu cho thể chất của bạn. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là chứng mất ngủ, khiến cơ thể bạn thiếu năng lượng và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Bạn nên điều chỉnh lịch sinh hoạt cá nhân và cho bản thân thời gian thư giãn để cơ thể được hồi phục. Tiếp theo, sau đây sẽ là luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 từ 15 rằm tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 từ 15 rằm tháng 4 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sẽ phải cố gắng thật nhiều nếu muốn duy trì chất lượng công việc được như khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh lâm tuyệt đem tới nhiều khó khăn, rắc rối, khiến bạn khó tránh khỏi rắc rối vì trở tay không kịp. Có thể bạn sẽ phải đứng trước khá nhiều ngã rẽ, khá nhiều sự lựa chọn, mà trong khi chính bạn cũng không hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Vì vậy mà bạn thường cảm thấy mình quá bấp bênh, không bằng được người này, người khác. Những lúc thế này, đừng ngại hạ cái tôi của mình xuống và hỏi ý kiến của những người xung quanh. Những người đi trước đáng tin cậy, có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn với những dự định tương lai. Thêm vào đó, hãy nhắc nhở bản thân kiên trì. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì là cần phải quyết tâm đến cùng, đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bạn quá dễ dàng từ bỏ, thì công việc nào cũng dở dang, không đạt được như mục tiêu đã đề ra. Sao xấu thiên hình còn cho thấy thời điểm này bạn phải đối diện với nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu muốn giành thắng lợi thì bạn phải biết mình, biết ta, chớ kiêu ngạo lơ là, kẻo phạm lỗi sai đáng tiếc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959 từ 15 rằm tháng 4 âm lịch, căn cứ tử vi 15 ngày này của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tình hình tài chính của bản mệnh cũng không có dấu hiệu tươi sáng. Bạn phải chịu ảnh hưởng của nhiều sao xấu, nên tiền chảy vào túi thì nhỏ giọt, tiền ra khỏi túi thì liên tục, nếu không cẩn thận thì dễ rơi vào cảnh cháy túi. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khuyên tuổi Kỷ Hợi, chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng khinh suất trước khi dốc vốn đầu tư hoặc mua sắm, thì cần phải nắm rõ tình hình tài chính của mình, không nên chạy theo xu hướng kẻo cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Bản mệnh là người xông xáo mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, nhưng không phải lúc nào suy nghĩ của bạn cũng đúng. Vì vậy, bạn đừng quên lắng nghe quan điểm phân tích của người đi trước. Tốt nhất trong 15 ngày này, bản mệnh cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở, chớ vội vã rút vốn đầu tư. Dù muốn kiếm tiền nhanh, bạn cũng phải bỏ thời gian, công sức làm việc, đường đường chính chính, không nên nghĩ tới việc hãm hại người khác, tự đẩy mình vào cảnh lao tù, thị phi, kiện tụng. Trong việc tiêu dùng hàng ngày, bạn cần hạn chế mua những món đồ không thực sự cần thiết. Những khoản chi tiêu nhỏ gộp lại cũng thành một khoản tiền khá lớn. Khi túi tiền không dư giả như thế này thì bớt được đồng nào là tốt đồng đó. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 từ 15 rằm tháng 4 âm lịch, con giáp này cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận những chuyện không vui trên phương diện tình cảm. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần phải xem lại cách nói năng, hành xử của chính bản thân mình. Với các cặp vợ chồng, hai người nên bao dung với nhau hơn, đừng cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có gì thì hai người hãy bình tĩnh trao đổi với nhau, thử đặt mình vào vị trí của người ấy. Có thể bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi trong những công việc quan trọng của gia đình. Bạn không nên tự làm theo ý mình mà cần trao đổi với người thân nhiều hơn. Như vậy mới thể hiện sự tôn trọng của bạn với đối phương. Khi rắc rối xảy ra, bạn cũng cần bình tĩnh xem vấn đề nằm ở đâu. Không nên than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho người thân. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959 từ 15 rằm tháng 4 âm lịch, xem tử vi từ 15 rằm tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi nhận thấy,
May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi khá ổn định. Trong khoảng thời gian này, dù nhiều áp lực ập tới, nhưng tinh thần của bản mệnh nhìn chung vẫn ổn định, không lo nghĩ quá nhiều. Nếu cảm thấy căng thẳng, con giáp này đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, hãy cố gắng dành thời gian rảnh để rèn luyện thể dục, thể thao, thư giãn tinh thần. Như vậy, bạn sẽ có thêm sức khỏe để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Khẩu quyết, hãy thành thật với cảm xúc của mình, không nên nói dối quý nhân, tuổi Tỵ, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Con số may mắn, 18, 44, 90. Tiếp theo, sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi từng tuần cung cẩm năng vượng vận từ 15 rằm tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tử vi tuần đầu tiên từ 15 rằm tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959 từ ngày 15 tháng 4 âm lịch đến ngày 22 tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Kỷ Hợi lúc này khởi sắc hơn trước rất nhiều, sau việc bạn thực hiện mọi thứ chỉnh chu và đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thái độ tốt, chớ nên chủ quan mà lỡ là bỏ qua chi tiết đấy. Người làm kinh doanh đầu tư, nếu biết tận dụng kẽ hở để gia tăng doanh thu, sẽ có lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tiểu hao ảnh hưởng không nhỏ, khiến bạn tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Nếu bạn đang muốn đầu tư, thì thời điểm này khá thích hợp để bạn cân nhắc những khoản có lãi, với thông tin rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên, không hề tốt cho những người có ý định đầu cơ lướt sóng đâu nhé. Một số người còn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá trong tuần này để dành dụm cho những việc quan trọng về sau. Tuy nhiên, bạn nên có quy định cho bản thân, đó là không nên sử dụng chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào, để tránh việc bộc phát mua sắm và bạn lại cảm thấy hối hận vì hành động này. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, vận trình công việc của con giáp tuổi Kỷ Hợi rất thuận lợi khi có được sự nâng đỡ từ quý nhân. Lúc này, hãy thực hiện những dự định mà bạn đang ấp ủ, đừng ngại ngùng hay trì hoãn mà đánh mất đi cơ hội của mình. Bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những khó khăn ban đầu và việc bạn để xảy ra sai sót là điều dễ hiểu. Thế nhưng, bạn có thể vẫn được chỉ dẫn. Vì thế, hãy biết lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp. Thái độ của bạn sẽ đóng góp một phần quan trọng hơn cả năng lực của bạn vào thời điểm này. Vì thế, trong bất cứ việc gì cũng phải khiêm tốn, tránh tỏ ra là mình hiểu biết, không chịu lắng nghe. Hãy biết rút kinh nghiệm từ những gì mình đã làm, vì đó là điều bạn nhận được về sau thời gian va chạm với cuộc sống. Không có gì xấu hổ khi bạn có sai sót cả, điều quan trọng vẫn là bạn học được gì từ những việc đó. Xét về phương diện sức khỏe, bát bạch gặp ngũ hành nhắc nhở bản mệnh chớ chủ quan về phương diện sức khỏe. Thời gian này bạn dễ bị bệnh nhẹ, các bệnh có thể gặp như đau bao tử, đường ruột hoặc ngộ độc thức ăn. Để đảm bảo vấn đề ăn uống hợp vệ sinh, ngay từ khâu chế biến và lựa chọn, chúng ta nên chọn những nguyên vật liệu tươi sạch đến từ những cửa hàng có uy tín hoặc siêu thị cho chúng ta thấy được nguồn gốc rõ ràng. Với những ai có phổi bị tổn thương, hãy ngừng sử dụng thuốc lá hoặc tránh hít phải hay ngồi gần những ai đang hút. Lúc này đây, một khẩu phần ăn lành mạnh chứa rất nhiều rau củ và trái cây. Các thực phẩm khác từ nguồn thực vật như ngũ cốc, nguyên hạt và đậu sẽ rất tốt cho cơ thể của bạn. Chăm sóc sức khỏe bằng cách tránh xa các loại thức ăn nhanh hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ, vì lượng đạm và lượng dầu chứa trong các loại thực phẩm này sẽ tăng nguy cơ béo phì và ung thư. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tử vi tuần mới cho thấy tuổi Kỷ Hợi sẽ có những sự cố xảy ra trong chuyện gia sự, đòi hỏi khả năng ứng biến tốt của con giáp này. Tuy nhiên, bạn không nên nói dối quá nhiều, đẩy sự việc đi quá xa, bạn sẽ chẳng thể chỉnh sửa lại được hết các thông tin mình đã nói ra. Ngoài ra, thay vì vội vã đưa ra một kết luận tiêu cực ngay trước mặt đối phương, bạn nên nhẹ nhàng chia sẻ cảm nhận của mình về thứ đang khiến bạn khó chịu. Điều quan trọng là thời điểm thích hợp, bạn cần lựa thời gian khi mà người thân muốn lắng nghe, tiếp nhận thông tin từ bạn. Bản mệnh nhất định không được có thái độ chỉ trích, nên bao dung và hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người, vì thế không thể nào né tránh chuyện phạm lỗi. Có những sai sót do cố ý, nhưng cũng có những lỗi lầm nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn thể hiện cho người thân sự thấu hiểu thì họ sẽ rất ghi nhận và trân trọng bạn. Khi nhìn thấy nhiều điểm tốt ở bạn,
họ sẽ càng thêm yêu thương bạn nhiều hơn nữa. Tử vi tuần cuối cùng từ 15 rằm tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959 từ ngày 23 tháng 4 âm lịch đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tuần của 12 con giáp về phương diện tài lộc, có thể nói đây là một tuần hung nhiều cát ít với người tuổi Kỷ Hợi. Bản mệnh bị hung tinh tiểu hao rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng bạn cũng nên giữ túi tiền cho cẩn thận, đề phòng mất cắp hoặc bị lừa lọc. Trong tuần này, những chú lợn nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay thậm chí vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt hay những hứa hẹn, lời lãi cao chót vót, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu xấu xa đang được bày ra nhằm chiếm đoạt tiền bạc trong tay bạn. Đặc biệt thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn nhằm mục đích không chính đáng, kiểu tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về, khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ. Thói quen mua sắm theo sở thích hay để xả stress cũng cần được hạn chế trong tuần này. Nếu tiếp tục duy trì thói quen xấu đó, bạn khó mà kiểm soát được tài chính của mình, khiến túi tiền ngày càng vơi dần. Xem phi tinh tuần này, có sao lục bạch chủ tài lộc ngụ tại phương chính nam. Bạn chớ nên để quá nhiều đồ đạc ở vị trí này trong ngôi nhà hay văn phòng, mà cần dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, nếu không dễ gặp tai họa, phá tài, tổn thất nghiêm trọng về tiền bạc. Ngoài ra, để tăng hỉ khí từ các tinh chủ về thăng tiến, thì bản mệnh có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy mang hành hòa hoặc mộc ở hướng đông ngôi nhà, văn phòng, bàn làm việc, đó có thể là thạch anh màu đỏ, tím, hồng. Xét về phương diện sự nghiệp, bước sang tuần mới, phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm thuận lợi nhất định, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến. Điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời hay không, hay cứ chần chừ do dự, khiến cơ hội quý giá trôi qua một cách đáng tiếc. Trong tuần, được nguyệt lệnh lâm quan đối trợ lực mạnh mẽ, con đường công danh, sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Hợi trong tuần này đang rất rộng mở. Tinh thần làm việc ngày càng hăng say, kết hợp với sự thông minh, sáng dạ sẵn có, con giáp này đưa ra những ý tưởng sáng tạo rất hữu ích. Nếu có thể biến những ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể hơn, bạn có thể đạt được những thành công rất bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt. Đặc biệt, lâm quan vốn là cát tinh giúp giải quyết rắc rối và mở ra đường thành công, nhưng là đối với những ai biết khiêm nhường và cầu tiến, nếu bạn cứ giữ thái độ khoe khoang, tự phụ, hành động theo cảm tính, sẽ rất dễ phản tác dụng. Bạn cần thay đổi lối hành xử cứng nhắc, việc gì cũng nên bàn bạc cụ thể với đồng nghiệp, chớ nên ôm mọi thứ vào thân, kẻo áp lực cao mà kết quả thu về chưa chắc đã mãn nguyện. Ngoài ra, tuần này bản mệnh sẽ cảm thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, cần mẫn trong công việc và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, tỷ kiên sẽ giúp mọi thứ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Trong tuần có hung tinh thiên hình ẩn tàng, bên cạnh những may mắn trên thì bản mệnh cần lưu ý, luôn có tiểu nhân ở bên rình rập. Bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc, tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay. Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì, cũng nên có những bước đi thăm dò rồi mới triển khai. Hãy làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước, để hạn chế tối đa những rủi ro. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi trong tuần này cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Ngoài áp lực về công việc khiến cơ thể suy nhược, thói quen sinh hoạt chưa khoa học cũng ảnh hưởng xấu đến thể chất. Do đó, bạn cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đừng vì mải mê công việc hoặc nghĩ ngợi quá nhiều khiến cơ thể suy nhược, ốm yếu. Ngoài ra, thời điểm này là tiết lập hạ trời bắt đầu nóng lên, cơ thể tuổi Kỷ Hợi cũng đang bị ảnh hưởng bởi nội nhiệt, có thể dẫn đến các bệnh về tim, gan, dễ đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, đầy bụng. Tuần này có sự xuất hiện thiên hình hung tinh, còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Cổ tử nhập cung chính đông ở phương vị này, trong nhà nên dọn dẹp sạch sẽ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Xét về phương diện gia đạo, nhìn chung, chuyện gia sự của tuổi Kỷ Hợi trong tuần duy trì ở mức bình ổn, không xuất hiện biến cố nào quá lớn, hay nói đúng hơn là mọi thứ diễn ra đều chưa có dấu hiệu thăng hoa nào. Tuy nhiên, một vài thay đổi khá bất ngờ trong tuần sẽ khiến bản mệnh cảm thấy hoang mang, thậm chí mâu thuẫn. Một khi xảy ra,
Nếu không được giải quyết dứt điểm tận gốc, đôi bên sẽ thường xuyên nảy sinh xung đột, giận hờn. Đặc biệt, chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt. Cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn, để kích hoạt đào hoa cũng như thúc đẩy chuyện tình cảm ngày càng tốt đẹp, có thể hóa giải mâu thuẫn gia đình. Tuần này, người tuổi Kỷ Hợi nên chú ý bố trí phong thủy hợp lý. Ở nơi cao nhất, bạch chủ đào hoa xuất hiện, chính là hướng đông nam của ngôi nhà, của phòng ngủ hay phòng làm việc. Ở phương đông nam này, bản mệnh nên dọn dẹp sạch sẽ, có thể bài trí thêm bình hoa tươi, chậu cây cảnh xanh tốt, sẽ trợ lực tốt cho các mối quan hệ, thúc vượng nhân duyên, tốt cả cho tình cảm lứa đôi lần quan hệ xã giao trong công việc. Có thể đặt hồ lô phong thủy bằng đồng tại vị trí này, vừa thúc vượng đào hoa, lại có lợi cho hôn nhân, vừa nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn vợ chồng. Tiếp theo, sau đây kênh Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả lời khuyên của các nhà tử vi muốn dành cho con giáp tuổi Kỷ Hợi, sinh 1959. Quý bản mệnh cần chú ý điều này. Thứ nhất, công việc có nhiều áp lực gây ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần của bản mệnh. Bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Thứ hai, sức khỏe suy giảm, vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Con giáp này có thể vì bất cẩn mà bị thương hoặc tai nạn. Để tránh họa huyết quang, thì bản mệnh cần chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc bén, mũi nhọn, khi lao động hoặc khi tham gia giao thông. Thứ ba, tình duyên trắc trở. Các cặp vợ chồng thường xuyên gặp khúc mắc trong hôn nhân, song cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết. Nếu cứ lựa chọn cách né tránh như vậy, đến một ngày nào đó, sự bất mãn sẽ lên đến đỉnh điểm đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thần Tài Gõ Cửa Ban Lộc Về Ngập Nhà từ ngày 15 tới ngày 30 tháng 4 âm lịch năm 2024, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, vét cạn ví thần tài, gặp thời đổi vận, giàu sang hơn người. Từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.